Những tháng cuối năm 2023, showbiz Việt trở nên nhộn nhịp khi nhiều người đẹp chuẩn bị làm đám cưới. Mở đầu tin hỷ là hôn lễ của siêu mẫu Thanh Hằng và bạn trai bí mật. Tuy nhiên, thông tin về chồng sắp cưới kín tiếng của chân dài cũng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền thông tin hình ảnh của nhạc trưởng Trần Nhật Minh, người được cho là chồng sắp cưới của Thanh Hằng. Trước đó, trên trang cá nhân, Thanh Hằng khoe ảnh đeo nhẫn kim cương ở ngón áp út và hình ảnh mặc áo dài được cho là đã tổ chức đám hỏi bí mật. Bài đăng của cô nhận được nhiều lời chúc phúc từ bạn bè và người hâm mộ. Trước đó, hồi tháng 5, siêu mẫu xác nhận có bạn trai và sẵn sàng kết hôn vào cuối tháng 10 năm nay. Sau một năm nhận lời cầu hôn của bạn trai, Diễm My 9X đã ấn định thời điểm tổ chức đám cưới vào cuối tháng 12 năm nay. Nữ diễn viên cho biết cô và chồng tương lai đang chuẩn bị các khâu mời khách, chọn địa điểm chụp hình cho ngày trọng đại. Trước đó, vào cuối năm 2022, Diễm My 9X gây chú ý khi đăng hình ảnh đeo nhẫn kim cương được bạn trai cầu hôn trên khinh khí cầu trong chuyến du lịch tại Úc. Chồng sắp cưới của Diễm My là doanh nhân Vinh Nguyễn. Cặp đôi lần đầu gặp gỡ năm 2015 tại liên hoan phim tại Úc và sau đó bắt đầu hẹn hò, đến nay đã bên nhau được 8 năm. Chia sẻ về người yêu, nữ diễn viên cho biết anh chinh phục cô bởi sự đỉnh đạt, chân thành. Sau 11 năm chung sống và có hai con chung cùng bạn trai ngoại quốc Dũng Taylor, tháng 5 vừa qua, ca sĩ Thu Phương đã nhận lời cầu hôn của anh. Được biết, hôn lễ sẽ được tổ chức vào tháng 12 tại Việt Nam. Dũng Taylor cho biết anh mất hơn 10 năm để thuyết phục ca sĩ Thu Phương đồng ý làm vợ mình. Trước đó, hai người đính hôn vào tháng 12 năm 2012. Thu Phương và Dũng Taylor quen nhau từ ngày nữ ca sĩ sang Mỹ định cư. Cô từng nói được ông bầu giúp đỡ giai đoạn khó khăn nhất cuộc đời. Trương Mỹ Nhân và bạn trai Phí Ngọc Hưng sẽ tổ chức đám cưới vào cuối tháng 12 sau 5 năm yêu nhau. Hiện tại, cặp đôi đã có con gái chung gần 3 tuổi. Trước khi quyết định kết hôn, Trương Mỹ Nhân và Phí Ngọc Hưng từng có khoảng thời gian rạn nứt. Vào tháng 8 năm 2023, cặp đôi đã chính thức đăng ký kết hôn. Trương Mỹ Nhân hơn bạn trai 1 tuổi, cặp đôi bén duyên thông qua những chương trình hẹn hò.